buổi sáng cả nhà. Hả? 3 giờ chiều rồi á? Ngày hẳn nào đói thế? Thực sự là bây giờ, ngay lúc này rất thèm một bát bún cá nhá. Mà nhà lại còn mỗi mì gạo nên là thôi cũng được. Mọi người đang ở vùng dịch, nhất là Sài Gòn mà thiếu thực phẩm thì nhớ là đã có Shopee Farm luôn luôn đồng hành để cung cấp thực phẩm tươi ngon đạt chuẩn Việt Grab với giá bình ổn, được ship tận nơi, an toàn tuyệt đối nhá. Tôm đã rán cá xong rồi và bây giờ thì bỏ cá ra, mình sẽ nấu đến phần nước dùng nha. Phi trước hành đã băm nhỏ để nó thơm lên rồi mới đổ cà chua vào. Đảo đến khi nào thấy cà chua nó chín nát ra rồi thì mình sẽ đổ thêm nước vào nhá. Tất nhiên ý, là còn phải thêm nếm mắm muối để cho đủ vị nữa. Đợi cho nước sôi rồi thì mình bắt đầu sẽ cho rau vào này. Mì gạo thì chúng ta nên rửa qua để tránh hôi. Đợi thêm tầm 20 giây nữa là gắp ra được rồi. Món mì cá chiên giòn thơm ngon nức mũi đã hoàn thành rồi. Wow, thơm quá đi. Ăn rồi lấy sức mà ngủ tiếp chứ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ăn uống cầu kỳ nó quen rồi, hôm nay quay trở lại với một chút bình dị nhá. Mình mua mướp và rau mùng tơi để làm canh cua nhá. Cua chúng ta sẽ phải mang đi tách mai và làm sạch mang bụng. Đùa chứ, mấy cái con tám cẳng hai càng này nó kẹp mình nát hết đầu ngón tay ý. Đau thật sự, tao sẽ ăn chúng mày để trả thù nha. Phần mai cua mình sẽ lấy hết gạch của nó ra và ném vỏ đi. Gạt được càng nhiều gạch thì chút nữa canh cua càng bùi. Còn thân cua thì mình sẽ mang đi giã nhá. Nhà ai có máy xay thì đỡ hơn, không thì chịu khó dập ra dập vào như mình vậy. Giã phải thật là nhỏ, thật là mịn thì chút nữa canh cua nó mới ngon. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đi gọt mướp và nhặt rau nhá. Nói thêm một chút chuyện ngoài lề, hiện tại ở mình đây ăn rau củ dễ chứ ở trong miền Nam dịch bệnh đang căng thẳng, việc mua đồ ăn trở nên khó khăn hơn. Thật may vì Shopee Farm đã có chương trình đồng hành cùng người dân Sài Gòn, cung cấp thực phẩm tươi ngon đạt chuẩn Việt Grab với mức giá bình ổn, lại được ship tận nơi, an toàn tuyệt đối. Nói chuyện xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần chuyên môn nhá. Nhớ ý, là rau mùng tơi chỉ lấy lá to non và ngắt một chút ở phần đầu thôi. Sau đó mình sẽ làm sạch và thái vừa ăn là được. Gạch cua ta đem xào với hành củ băm nhỏ để lấy vị thơm ngọt, khử tanh luôn được đó. Phần thịt cua giã nhỏ vừa rồi ta đem hòa với nước rồi chắt cặn, ném cái cặn đi, lấy cái nước thành phẩm đun. Khéo léo để cho phần gạch của nó nổi lên không bị vỡ thì khi múc ra nó sẽ đẹp mắt hơn rất là nhiều, nêm nếm vừa miệng. Đợi khi nước sôi rồi thì mình sẽ thả rau. Và tên tên tên, món canh cua rau mùng tơi của mình đã xong rồi đây. Có vẻ thì đơn giản dân dã nhưng lại cực kỳ đưa cơm, chỉ cần vậy thôi. Bây giờ mà có thêm mấy quả cà muối thì nó lại đỉnh của chóp luôn. Mời tất cả mọi người ăn cùng tôm nha, hôm nay phải đánh 3 bát nữa. Tiếp tục nấu ăn với ai cần nào, để xem. Sashimi cá hồi. Tình hình dịch bệnh thế này mà nấu ăn toàn cá hồi thì chẳng mấy mà xin là xin vĩnh biệt cụ. Món sashimi có nguồn gốc từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, thành phần chính là làm từ hải sản tươi sống. Từ sashimi dịch ra tiếng Việt có nghĩa là xẻo thân, là cắt thịt sống để ăn. Đặc điểm chung của các món này là đắt, nó được liệt vào trong những món ăn hạng sang trọng rồi đấy. Để mà đi ăn một bữa sashimi no nê thì cái ví tiền của mình nó cũng đau xót lắm. Vì thường người ta toàn làm từ cá hồi này, cá ngừ này, cá ba sa này, cá đuôi vàng này, rồi tôm mực các kiểu mà phải tươi phải ngon. Nhưng mà thôi, hôm nay các ông bà là thông cảm cho tôm nhá. Tôi chỉ dám làm mỗi với một em cá hồi thôi, chứ không thì cái em ví của tôm nó không còn cơ hội hồi sinh được nữa luôn ý. Ăn sashimi thì thường được chấm với nước tương, cho thêm chút mù tạt vào. Chất lượng dinh dưỡng của món ăn này thì rất là tuyệt vời, nên anh em có cơ hội thì cứ thử một vài lần cho biết nhá. Yên tâm là dễ ăn, không tanh tẹo nào. Ok anh em nhá. Thằng tôm này toàn là mấy món rẻ tiền, chứ có dám đầu tư mua tôm Alaska hay cua hoàng đế đâu. Cả mình đấy khổ, nghe câu nói tự ái ghê, lại phải cầm ngay bát
tỷ đi mua về cho người ta sáng mắt chơi. Con tôm hôm nay tôm mua ấy là giống tôm hoàng gia, lai giữa tôm hùm Alaska và cua hoàng đế, có tên gọi tóm tắt nó là tôm hoàng tử. Giống tôm này rất đắt bởi vì trên thế giới chỉ có một con duy nhất, mà một năm thì cũng chỉ đẻ đúng một lần, mỗi lần chỉ đẻ đúng một con. Chưa một đầu bếp trên thế giới nào dám sắn tay lên làm bởi vì sợ hỏng thì lấy tiền đâu ra mà đền. Loại dầu dùng để chiên tôm này phải là loại được ép ra từ dung nham của núi lửa. Rau củ ăn kèm với tôm hoàng tử phải là loại được lựa chọn kỹ càng từ hoa quả sơn và được chính đích thân Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đi ship hàng. Gia vị rắc lên chính là được nghiền từ kim cương cao cấp. Khi thưởng thức món này thì các bạn sẽ chữa được bách bệnh, vì chỉ có một cái bệnh nói phép là không chữa được thôi. Thấy sao hả? Đừng bao giờ khinh thường người khác. Ok. Tôm ơi, tôm hãy làm món cá hấp xì tinh đi. Em gọi thằng Lò em ra follow cho anh. Này, bỏ ngay cái tính suốt ngày yêu cầu món vớ vẩn đi nhá. Nhưng mà nhiều tim không? Nói về khoảng chiều các anh em thì tôi đứng thứ hai, đố ai đứng thứ nhất đấy. 6 giờ sáng là tôi phải phi ra chợ lướt 7749 vòng mới chọn được một cái em cá nó ưng ý. Tiện mua thêm ít gừng sả để hấp cùng cho nó thơm. Ấy mà cái rau quan trọng nhất là rau thìa là thì lại quên nên mới đau lòng chứ này. Tôi đã mua hẳn 3 chai sờ tinh. Cái nồi hấp này nhìn nó to kinh khủng ấy, không biết là có đủ để chín không. Hấp cá thì phải chờ từ 20 cho đến 25 phút thì cá mới chín. Chưa biết hương vị nó ra sao nhưng mà mùi thơm thì thơm cực kỳ luôn, nức mũi luôn ấy. Và ten ten ten, cái món cá hấp sờ tơ inh của tôi đã chín rồi đây. Nước sờ tinh không bị cô đặc vì nước cá nó chảy xuống khá là nhiều. Mùi tanh của cá đã được khử hết, thịt nó bị nhiều vị lẫn lộn quá các bạn ạ. Vừa hơi ngọt ngọt lại hơi lợ lợ. Nhưng mà nói gì thì nói, cứ vẫn là phải hết đĩa. Cái món này phù hợp ăn chơi vui vui thôi, chứ ăn cơm thì tôi nghĩ là nó không hợp đâu. Ok nhá. Tôm ơi, làm mực chiên giòn đi. Này, may cho ông bạn là hôm nay không phải mùng 1 đấy nhá. Ông bạn yêu cầu mực vào đầu tháng là tôi cho mắt ông bạn là thơm như mực luôn đấy. Các cụ bảo rồi, vì quan niệm đen như mực nên là đa số mọi người đều kiêng ăn mực vào đầu tháng. Nếu không, nó sẽ bị xui rủi cả cái tháng đấy luôn. Đương nhiên là chả có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều đó cả. Cơ mà, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Đấy, ngay tháng trước nha, đám bạn của tôi là rủ nhau đi ăn ốc vào hôm mùng 2 hay là mùng 3 gì đấy. Mà thường ở mấy cái quán ốc các món nhậu sẽ có cả mực nướng nữa, mực đắt với ngon, nên là hết đầu tiên. Lúc đấy là anh em TT rồi hiểu không? Mới nói mạnh mồm là cứ ăn đi, kiêng kỵ làm gì, chả sao cả. Thế là hôm sau đi làm, xe thì nổ lốp, rơi mất cả chùm chìa khóa nhà. Mình thì tự an ủi là chắc trùng hợp thôi. Nhưng sau đấy là bao nhiêu chuyện công việc nó cứ xào xáo hết cả lên. Thôi thôi, có thờ có thiêng có kiêng có lành các bác nhá. Lần sau thì cứ tránh ra, ít ra ấy là để lòng mình nó yên tâm. Tâm mà yên rồi thì làm gì cũng chuẩn, đúng không nào? Thôi, mời tất cả mọi người nhá. Ăn cá sống quá dễ đối với tôm. Cơ mà, cấm cả con ăn sống thì chịu đấy. Ban đầu ý định là định làm cái món cá nhảy kiểu Tây Bắc cơ. Nhưng mà ở thành phố thì không bói đâu ra được cái loại cá nhỏ nhỏ kiểu ở suối như vậy. Với lại cá ở đây nói thật là cũng không dám ăn sống kiểu ấy. Chỉ có làm sạch, lấy phần phi lê cá ngon nhất, rồi trộn chung với các loại rau thơm thôi. Rau mùi ta này, mùi tàu này, rau húng, rau răm, bạc hà. Rồi là thêm cả chanh, ớt, lạc, mắm muối các kiểu. Nói chung là mình làm gia vị như làm nộm làm gỏi bình thường thôi. Món này thì chống chỉ định cho người yếu bụng. Đấy, ví dụ tôm có một ông anh nhá, có hôm đến nhà bạn gái ra mắt, thế là được bố người yêu đãi cái món nem thôi, mà đau bụng đi về kép xe muốn sập cái nhà vệ sinh của người yêu luôn ý. Ôi trời ơi, bây giờ là cũng lấy được nhau rồi, nhưng mỗi khi gia đình tụ tập là lại nhắc ra để trêu ông ấy, ngại đỏ mặt luôn. Đấy, ai không ăn được đồ sống thì từ chối luôn. Đừng có mà cố, cố quá rồi lại thành quá cố đấy. Còn riêng với tôm á, game là dễ. Ăn ốc đổ vỏ cùng với tôm. À quên, ốc cẩm cay nè. Mấy chục năm trước, người ta thường nói rằng con cua con ốc cho qua bữa, hay mò cua bắt ốc sống qua ngày, để ám chỉ rằng đây là thứ rẻ mạt, tượng trưng cho sự nghèo túng. Giàu sang là phải ăn thịt, ăn cá cơ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ốc nó đã thành cái món ăn chơi, thậm chí là thời thượng, bởi vì có nhiều loại ốc giá bằng cả một con bò. Đơn giản như ra quán gọi một đĩa ốc hương thôi thì tính ra số tiền ấy đã đủ để mua thịt cho một nhà ăn mấy ngày rồi. Ốc không chỉ là một món ăn kinh doanh đắt hàng được ưa chuộng cho những buổi tối cháy phố, nó còn được chế biến thành nhiều món ngon để thêm vị cho bữa cơm gia đình. Có điều, ốc sinh sống ở những nơi dễ nhiễm sán hay ký sinh trùng, nên khi làm ốc ta phải làm thật cẩn thận và kỹ càng nếu như không muốn có một ổ sán ở trong bụng. Mà làm không kỹ, nó còn nhức nhèo ăn không nổi ấy chứ. À, có cả tục kiêng kỵ là phụ nữ mang bầu không nên ăn ốc nữa. Tại vì sao lại như vậy nhở? Các bạn có ai có thể giải thích cho tôm biết được không? Ngày hôm nay, tôm sẽ ăn tôm. Lâu lắm rồi tôm mới lại ăn tôm. Nhắc về gì chứ nhắc về tôm thì chỉ có thơm ngon ngọt, nhìn là muốn chén thôi. Ai hiểu sao thì hiểu nhé. Và hôm nay, tôm sẽ làm món tôm ốc phô mai.
riêng làm cái này thì phải chọn những con tôm to thì cái thân của nó mới đủ khoảng rộng để nhét phô mai vào giữa. Để có được những chú tôm thon dài to tầm cỡ như hoa hậu này thì chính tôm đã phải sắn quần lên nhảy xuống cái mương nước gần nhà vào lúc 4 giờ sáng, liên tục mò và hớt suốt 5 tiếng đồng hồ thì mới được chụp con tôm như vậy. Cái gói phô mai này tôm cũng phải chạy bộ qua 4 con ngõ, 5 con phố, 6 cái đại lộ để có thể mua được một gói duy nhất. Và nếu như câu chuyện của tôm không truyền cảm hứng cho bạn, không khiến cho bạn có thêm động lực và cũng chẳng làm bạn cảm động thì cũng không sao, bởi vì tôm bịa ra mà. Nhưng mà hương vị phô mai thơm lức quyện cùng thịt tôm dai dai giòn giòn ngon má cháy là thật nha. 10 điểm cho món này luôn. Mãi đỉnh. Tôm ơi làm mực chiên giòn đi. Này, may cho ông bạn là hôm nay không phải mùng 1 đấy nhá. Ông bạn yêu cầu mực vào đầu tháng là tôi cho mắt ông bạn là thơm như mực luôn á. Các cụ bảo rồi, vì quan niệm đen như mực nên là đa số mọi người đều kiêng ăn mực vào đầu tháng. Nếu không nó sẽ bị xui rủi cả cái tháng đấy luôn. Đương nhiên là chả có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều đó cả. Cơ mà, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Đấy, ngay tháng trước nha, đám bạn của tôi là rủ nhau đi ăn ốc vào hôm mùng 2 hay là mùng 3 gì đấy. Mà thường ở mấy cái quán ốc các món nhậu sẽ có cả mực nướng nữa, mực đắt với ngon. Nên là hết đầu tiên, lúc đấy là anh em TT rồi hiểu không? Mới nói mạnh mồm là cứ ăn đi, kiêng kỵ làm gì, chả sao cả. Thế là hôm sau đi làm, xe thì nổ lốp, rơi mất cả chùm chìa khóa nhà. Mình thì tự an ủi là chắc trùng hợp thôi. Nhưng sau đấy là bao nhiêu chuyện công việc nó cứ xào xáo hết cả lên. Thôi thôi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành các bác nhá. Lần sau thì cứ tránh ra, ít ra ấy là để lòng mình nó yên tâm. Tâm mà yên rồi thì làm gì cũng chuẩn, đúng không nào? Thôi, mời tất cả mọi người nhá. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Làm bánh bạch tuộc takoyaki đi tôm. Con này hả? Bánh takoyaki là một loại bánh nướng có hình cầu, vỏ làm bằng bột, với nhân chính là bạch tuộc cộng thêm vài gia vị khác. Đây là loại bánh nổi tiếng của Nhật Bản và mấy năm gần đây thì nó bắt đầu hot ở Việt Nam. Ước mơ của mọi con người khi đi ăn bánh này là ước gì người ta cho cả con bạch tuộc vào làm nhân, chứ không phải chỉ là một miếng tua nhỏ xíu nữa. Cơ mà khôn mồm như thế thì chủ quán sập tiệm, còn nếu không thì giá bán chắc nó cũng phải bằng 3 suất cơm hộp của sinh viên. Tuy khỏe cơ miệng thì đau cơ ví, cơ mà đồ ăn ngon thì tốn tiền một tí cũng có sao. Còn ăn được là còn may mắn đấy, ăn được ngủ được là tiên cơ mà. Có nhiều bạn bảo là tại sao tôm chỉ cách làm món ăn, còn cách kiếm tiền để mua nguyên liệu thì lại không chỉ. Ơi thì tôi cũng có biết đâu, tôi toàn ra chợ ký sổ, rồi cuối năm gọi bố mẹ ra trả nợ hụi mà. Đùa thôi, thôi mời mọi người ăn bánh cùng tôm nhá. Clip sau có thời gian mình sẽ chỉ cho các bạn cách kiếm tiền thật nhiều tiền mà thật nhanh. Nhớ chờ đón clip của tôm nhé. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Dâu bạch tuộc đây cả nhà, dâu bạch tuộc khổng lồ đây. Nhìn dâu bạch tuộc quá uy tín, to bằng cổ tay mình cũng nên ý. Riêng loại này là phải mang đi nướng BBQ mọi người ạ. Loại bạch tuộc này để thả lẩu cũng được, nhưng ngon nhất, giòn nhất thì các ông các bà cứ làm theo tôi đi này. Rất là đơn giản thôi, chỉ cần đúng một lọ sa tế, hết lên là xong con ong. Càng cay lại càng ngon nhá. Nhìn dâu bạch tuộc khổng lồ thích mắt thế thôi, chứ thực ra là không ngon bằng loại dâu nhỏ đâu. Dâu nhỏ ăn dai dai, ngọt thịt hơn. Còn loại dâu khổng lồ này á, ăn lớp ngoài nó cứ như là thạch ấy, ăn sâu vào nọn trắng thì mới hơi giòn được một tí. Nhìn vậy chứ ăn một dâu là ngán rồi, bởi vì nó cứ nhờ nhờ, ngai ngái, mặn không mặn hả, mà cứ lờ lợ. Chính vì vậy thì ta mới phải ướp gia vị thật là sâu đấy. Ok, mời tất cả anh em ăn với mình nhá. Vì nấu ăn cũng là một bộ môn nghệ thuật nên ta không được phép ngưng sáng tạo, mà đã gọi là sáng tạo thì nó không có giới hạn nhá. Đó chính là lý do to lớn nhất đã thúc đẩy, xúi dục, xúi bệnh, cổ vũ tôm để tôm có gan sáng tạo ra cái món ngày hôm nay, món dưa hấu hầm bạch tuộc. Chỉ cần nghe đến cái tên thôi là mọi người đã biết rằng hương vị của nó sẽ cực kỳ bí hiểm và khó đoán. Vì từ cổ chí kim, từ phim tới đời thật, từ người tật đến người lành, từ người đành hanh cho đến ai hiền dịu cũng chưa từng làm thử món này. Khi bắt đầu ý tưởng thực hiện thì có một số người đã nói với tôm rằng rồi mày sẽ được kết bạn với cái toilet mà xem. Vượt lên rào cản, vượt qua được định kiến xã hội, cuối cùng tôm cũng đã hoàn thành được món này. Bạch tuộc hấp trong quả dưa hấu ăn chín mềm ngọt vị. Ơ mà khoan đã, hình như bạch tuộc là phải ăn giòn giòn sần sật dai dai nó mới ngon đúng không nhở? Thế là thế nào nhở? Vậy là anh ơi, anh có nhìn thấy cái quả dưa hấu của em đâu không? Anh không biết gì đâu nhé. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Cái gì bảo là món cua hấp coca mãi không thấy, bực cả mình. Ui, sợ thế. Tiếp, người ở đâu mà tính nóng như kem ấy nhở? Không những tôm có cua mà còn có cua xịn hẳn hoi nhá. Con cua 6 lạng thì dây buộc nó đã mất 2 lạng trừ rồi. Nhiều pha đi mua dây tặng cua đúng thật là dở khóc dở cười. Mới đầu ấy thì tôi định hấp bằng cua đồng thôi, đang nghèo mà. Nhưng mà sợ anh em chửi là ti bo nên đành phải bóp bụng bỏ ra mấy trăm nghìn để mua cái em cua này đấy. Nhìn thế này thôi có đúng cái nịt thôi.
mất là mấy trăm nghìn luôn đi đùa. Thôi thì cái mùi thơm nức mũi của nó cũng làm tôi an ủi phần nào. Nói thật là cua hấp coca tôi thấy chả khác gì với hấp bằng nước thường cả. Bởi vì tôi chỉ ngửi thấy mùi xả thôi. Tiền nào của nấy có khác. Nhìn từng cái càng cua nó béo, nó mọng. Úi xùi ui, nhà tôi không có kẹp nên đành dùng cái búa để mẹ cho nó nhanh. Ăn cua biển cùng với xì dầu hòa thêm một tí mù tạt thì đúng là đỉnh của chóp luôn đấy. Nhưng mà toàn ăn một lần thôi, ăn nhiều là nó bổ thì bổ nhưng mà nó tốn tiền. Ok. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Tiếp tục nấu ăn với icon nào, để xem. Sashimi cá hồi. Tình hình dịch bệnh thế này mà nấu ăn toàn cá hồi thì chẳng mấy mà xin kính biệt cụ. Món sashimi có nguồn gốc từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Thành phần chính là làm từ hải sản tươi sống. Từ sashimi dịch ra tiếng Việt có nghĩa là xẻo thân, là cắt thịt sống để ăn. Đặc điểm chung của các món này là đắt. Nó được liệt vào trong những món ăn hạng sang trọng rồi đấy. Để mà đi ăn một bữa sashimi no nê thì cái ví tiền của mình nó cũng đau xót lắm. Vì thường người ta toàn làm từ cá hồi này, cá ngừ này, cá ba sa này, cá đuôi vàng này, rồi tôm mực các kiểu mà phải tươi phải ngon. Nhưng mà thôi, hôm nay các ông bà là thông cảm cho Tôm nhá. Tôi chỉ dám làm mỗi với một em cá hồi thôi, chứ không thì cái em ví của Tôm nó không còn cơ hội hồi sinh được nữa luôn ý. Ăn sashimi thì thường được chấm với nước tương, cho thêm chút mù tạt vào. Chất lượng dinh dưỡng của món ăn này thì rất là tuyệt vời, nên anh em có cơ hội thì cứ thử một vài lần cho biết nhá. Yên tâm là dễ ăn, không tanh tẹo nào. Ok anh em nhá. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Tôm ơi, Tôm hãy làm món cá hấp xì tinh đi. Em gọi cả lò em ra follow cho anh. Bỏ ngay cái tính là suốt ngày yêu cầu món bớ bận đi nhá. Nhưng mà nhiều tim không? Nói về khoản chiều các anh em thì tôi đứng thứ hai, đố ai đứng thứ nhất đấy. 6 giờ sáng là tôi phải phi ra chợ lướt 7749 vòng mới chọn được một cái em cá nó ưng ý. Tiện mua thêm ít gừng sả để hấp cùng cho nó thơm. Ấy mà cái rau quan trọng nhất là rau thìa là thì lại quên nên mới đau lòng chứ này. Tôi đã mua hẳn 3 chai sờ tinh. Cái nồi hấp này nhìn nó to kinh khủng ấy, không biết là có đủ để chín không. Hấp cá thì phải chờ từ 20 cho đến 25 phút thì cá mới chín. Chưa biết hương vị nó ra sao nhưng mà mùi thơm thì thơm cực kỳ luôn, nức mũi luôn ấy. Và ten ten ten, cái món cá hấp sờ tơ anh của tôi đã chín rồi đây. Nước sờ tinh không bị cô đặc vì nước cá nó chảy xuống khá là nhiều. Mùi tanh của cá đã được khử hết, thịt nó bị nhiều vị lẫn lộn quá các bạn ạ. Vừa hơi ngọt ngọt lại hơi lợ lợ. Nhưng mà nói gì thì nói, cứ vẫn là phải hết đĩa. Cái món này phù hợp ăn chơi vui vui thôi, chứ ăn cơm thì tôi nghĩ là nó không hợp đâu. Ok nhá. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Lộc lá cả nhà ơi, có cái cô gần nhà được cô ấy quý, cô ấy mua cho cả cân ốc móng tay về để ăn đây này. May quá, đang thèm hải sản. Ngày xưa mình không biết ăn con này đâu, mà sau khi đánh chén nó rồi thì ưng luôn cái dai dai giòn giòn sần sật của nó. Mùi thì tanh đặc vị biển, ngửi không khác gì mực cả, nhưng mà ăn thì lại rất khoái đấy. Ốc móng tay rẻ hơn mực nhiều, nhưng mà riêng Tôm lại thấy khéo khi ngon hơn cả mực ấy chứ. Xin lỗi các anh em yêu thích món mực nha, thì mỗi người một khẩu vị mà. Do cô cho gấp quá, không chuẩn bị được đồ gia vị gì nhiều, nên quyết định là làm mì xào ốc móng tay luôn cho đơn giản. Chỉ cần một gói mì, ít rau cải và ốc là xong. Nó lâu ở công đoạn làm sạch ốc chứ xào rau xào mì thì phút mốt. Ốc móng tay ruột của nó chứa cực kỳ nhiều chất bẩn nên không làm kỹ thì ối rồi ôi lắm đấy nha. Cái đĩa mì này của Tôm hôm nay chắc cũng được xếp vào cái hạng đặc biệt nếu như ăn ở ngoài quán đấy. Riêng tiền ốc là đã hơn 1 lít rồi. Những tâm hồn ăn uống nhìn như vậy là đã thấy thèm chưa? Ui trời ơi, mình là tự chấm cho mình món này điểm 10 luôn. Ok không anh em? Không ok mà được á? 1 like. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Ăn ốc đổ vỏ cùng với Tôm. À quên, ốc cẩm cay kìa. Mấy chục năm trước, người ta thường nói rằng con cua con ốc cho qua bữa, hay mò cua bắt ốc sống qua ngày, để ám chỉ rằng đây là thứ rẻ mạt, tượng trưng cho sự nghèo túng. Giàu sang là phải ăn thịt, ăn cá cơ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ốc nó đã thành cái món ăn chơi, thậm chí là thời thượng, bởi vì có nhiều loại ốc giá bằng cả một con bò. Đơn giản như ra quán gọi một đĩa ốc hương thôi thì tính ra số tiền ấy đã đủ để mua thịt cho một nhà ăn mấy ngày rồi. Ốc không chỉ là một món ăn kinh doanh đắt hàng được ưa chuộng cho những buổi tối cháy phố, nó còn được chế biến thành nhiều món ngon để thêm vị cho bữa cơm gia đình. Có điều, ốc sinh sống ở những nơi dễ nhiễm sán hay ký sinh trùng nên khi làm ốc ta phải làm thật cẩn thận và kỹ càng nếu như không muốn có một ổ sán ở trong bụng. Mà làm không kỹ nó còn nhức nhèo ăn không nổi ấy chứ. À, có cả tục kiêng kỵ là phụ nữ mang bầu không nên ăn ốc nữa. Tại vì sao lại như vậy nhở? Các bạn có ai có thể giải thích cho Tôm biết được không? Khách làm được món mực gym nè. Các bạn dạo này toàn yêu cầu làm các món hot hot mà các shop ăn vặt bán online hay bán thôi. Biết ngay kiểu gì cũng đến món mực gym me mà. Bởi vì nó là một trong những top đồ ăn vặt được ưa chuộng nhất rồi. Người ta gym ý, thì sẽ gym bằng loại mực mini. Tôm thật sự là không tìm mua được loại đấy, khó quá, nên đành chạy ra quán bia làm cái loại mực xé này. Chả biết gym me nó có chén được không. Cũng phải lích tích chuẩn bị thêm me này, ớt này, sa tế này, tỏi để làm nước sốt.
đun me với nước để tách phần sơ ra trước, rồi băm nhỏ tỏi, ớt cùng sa tế, thêm nếm đường cho gia vị vào. Mực này là mình đã nướng sơ sơ trước khi cho vào đảo rồi, chẳng ai gặm được cả con nên phải cắt vừa miếng, đảo mực trong sốt đến khi sên lại, sốt cay bám vào mực. Và kết quả theo như thẩm định thì xin được chê, tự mình chê mình luôn. Món này tôm làm sốt chua quá, cay cũng chưa đủ, ngọt cũng không đến. Không ngon nhưng mà cũng phải ăn hết, bởi vì là giá một con mực này nó cao đến. Tôm ơi, làm mực chiên giòn đi. Này, may cho ông bạn là hôm nay không phải mùng 1 đấy nhá. Ông bạn yêu cầu mực vào đầu tháng là tôi cho mắt ông bạn là thâm như mực luôn á. Các cụ bảo rồi, vì quan niệm đen như mực nên là đa số mọi người đều kiêng ăn mực vào đầu tháng. Nếu không nó sẽ bị xui rủi cả cái tháng đấy luôn. Đương nhiên là chả có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều đó cả. Cơ mà, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Đấy, ngay tháng trước nhá, đám bạn của tôi là rủ nhau đi ăn ốc vào hôm mùng 2 hay là mùng 3 gì đấy. Mà thường ở mấy cái quán ốc các món nhậu sẽ có cả mực nướng nữa, mực đắt với ngon. Nên là hết đầu tiên, lúc đấy là anh em tê tê rồi hiểu không? Mới nói mạnh mồm là cứ ăn đi, kiêng kỵ làm gì, chả sao cả. Thế là hôm sau đi làm, xe thì nổ lốp, rơi mất cả chùm chìa khóa nhà. Mình thì tự an ủi là chắc trùng hợp thôi. Nhưng sau đấy là bao nhiêu chuyện công việc nó cứ xào xáo hết cả lên. Thôi thôi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành các bác nhá. Lần sau thì cứ tránh ra, ít ra ấy là để lòng mình nó yên tâm. Tâm mà yên rồi thì làm gì cũng chuẩn, đúng không nào? Thôi, mời tất cả mọi người nhá. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Dâu mực cay tứ duyên, có gì đặc biệt? Oh yeah, dâu mực đã về. Hơi bàng hoàng bởi vì gói của nó bé quá, không giống như mình tưởng tượng được. Cái hình ảnh trên bao bì rất hấp dẫn, nhưng bên trong không biết là dư nào. Hả? Dâu mực trong truyền thuyết đây á? Nó đóng cục lại phải lấy đũa sắn sắn ra. Nhìn kỹ đi nhìn kỹ lại cả nghìn lần cũng không thể tìm thấy nó và hình ảnh quảng cáo giống nhau ở cái điểm gì. Mùi thì y hệt như que cay ở cổng trường, dầu ướp vẫn còn đỏ tươi. Mới đầu ăn thì nó cay nồng, xông lên mũi rất khó chịu. Sau vài miếng thì mới cảm nhận được một chút về vị của nó. Mực nhưng mà không hề dai, ăn nó cứ bở bở. Đương nhiên là chỉ có vị cay nồng của ớt thôi. Chả biết đây có phải làm từ mực riêu không nữa. Vì gói này cũng tương đối rẻ, có vài nghìn à, nên là thôi cũng không đặt nặng vấn đề khắt khe quá. Chỉ được cái đặt tên cho sang thôi. Chứ... ai, chán. Muôn đời rồi, hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa, không hy vọng thì sẽ không bị thất vọng. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Dâu bạch tuộc đây cả nhà, dâu bạch tuộc khổng lồ đây. Nhìn dâu bạch tuộc quá uy tín, to bằng cổ tay mình cũng nên ý. Riêng loại này là phải mang đi nướng BBQ mọi người ạ. À, loại bạch tuộc này để thả lẩu cũng được, nhưng ngon nhất, giòn nhất thì các ông các bà cứ làm theo tôi đi này. Rất là đơn giản thôi, chỉ cần đúng một lọ sa tế, vắt lên là xong con ong. Càng cay lại càng ngon nhá. Nhìn dâu bạch tuộc khổng lồ thích mắt thế thôi, chứ thực ra là không ngon bằng loại dâu nhỏ đâu. Dâu nhỏ ăn dai dai, ngọt thịt hơn. Còn loại dâu khổng lồ này á, ăn lớp ngoài nó cứ như là thạch ấy, ăn sâu vào nọn trắng thì mới hơi giòn được một tí. Nhìn vậy chứ ăn một dâu là ngán rồi, bởi vì nó cứ nhờ nhờ, ngai ngái, mặn không mặn hẳn, mà cứ lờ lợ. Chính vì vậy thì ta mới phải ướp gia vị thật là sốc đấy. Ok, mời tất cả anh em ăn với mình nhá. Biến những bữa cơm thường ngày trở nên thú vị hơn và biến góc làm bếp trở thành góc sáng tạo của riêng mình luôn. Món hôm nay tôm làm là món cơm nắm xúc xích hình bạch tuộc. Tôm đã thử làm món này một lần rồi nhưng mà là phiên bản tí hon hơn một xíu. Cơ mà lần đó làm xấu quá nên hôm nay quyết định phục thù nhá. Nói chung là món này ngoài cái công đoạn cắt khía cạnh xúc xích và luộc lên để tạo thân bạch tuộc thì phần cơm mình có thể tự do sáng tạo. Nhớ là không phải rang cơm, mình chỉ gọi là làm cơm trộn thôi. Topping thì ai thích ăn gì cho vào cái đấy. Chỉ cần nhớ là cơm khi cắm cho hơi nhão một chút để khi nắm nó được dễ hơn. Trang trí thêm mắt miệng cho bé dễ thương nữa. Đấy, nhìn bé bạch tuộc cute thế này sao mà lỡ ăn đây. Nói thế thôi, vào bụng hết. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Thách tôm tự làm được ra cá lắc giòn. Đúng rồi mọi người. Ôi bạn ơi, thách thức ai chứ thách thức tôm là sai rồi. Vì ngay ra chợ làm hai con cá chim về chỉ để lấy bộ da. Biết vì sao phải là cá chim chứ không phải là loại khác không? Bởi vì cá chim da nó dày, dắp nó dễ hơn. Chứ lại lấy cá chép thì có mà chục con không được đĩa da ấy chứ. Làm ra cá chiên giòn thì khổ nhất chính là phần làm ra rồi làm sạch. Khi đã tách được ra xong rồi thì chỉ cần chiên giòn lên, vớt ra giá cho ráo mỡ, xong rồi lắc phô mai thôi. Từ giờ là mình sẽ trân trọng những cái hộp đồ ăn vặt hơn mọi người ạ. Bởi vì đôi khi bóc ra không ăn hết, còn nguyên cả nửa hộp, xong lại cứ để đấy, nó bị ỉu, lại phải ném đi. Có tự làm thì mới hiểu được, để ra được một món ăn quy trình của nó vất vả thế nào. Ta phải tôn trọng thực phẩm, tôn trọng sức lao động của những người công nhân và tôn trọng cả túi tiền của mình nữa. Chắc là không giòn đâu. Thách tôm tự làm được ra cá lắc giòn.
rồi. Phi ngay ra chợ làm hai con cá chim về chỉ để lấy bộ da. Biết vì sao phải là cá chim chứ không phải là loại khác không? Bởi vì cá chim da nó dày, dắp nó dễ hơn. Chứ lại lấy cá chép thì có mà chục con không được đĩa da ấy chứ. Làm da cá chiên giòn thì khổ nhất chính là phần làm da, rồi làm sạch. Khi đã tách được da xong rồi thì chỉ cần chiên giòn lên, vớt ra giá cho ráo mỡ, xong rồi lắc phô mai thôi. Từ giờ là mình sẽ trân trọng những cái hộp đồ ăn vặt hơn mọi người ạ. Bởi vì đôi khi bóc ra không ăn hết, còn nguyên cả nửa hộp, xong lại cứ để đấy, nó bị ỉu, lại phải ném đi. Có tự làm thì mới hiểu được, để ra được một món ăn quy trình của nó vất vả thế nào. Ta phải tôn trọng thực phẩm, tôn trọng sức lao động của những người công nhân, và tôn trọng cả túi tiền của mình nữa. Chắc là không giòn đâu. Đến với Bát Tràng là phải thưởng thức canh măng mực. Lần trước khi tới đây tôm không được ăn nên nhân ngày rảnh rỗi quyết tâm phi hơn 30 cây số xuống để ăn bù cho bõ tức. Nhờ sự hướng dẫn của người dân mà tôm đã tìm được một quán nổi tiếng ngon nhất nơi đây, cạnh chợ gốm luôn. Một bát canh thường sẽ có giá tầm 200.000 nhá, còn tùy mình gọi ít hay nhiều nữa. Canh măng mực được ăn kèm với bún và rau thơm, nhìn nó đơn giản như vậy thôi nhưng để có được một bát canh như vậy thì khâu chế biến cực kỳ là tỉ mỉ. Cô chủ quán rất nhiệt tình ngồi tâm sự và chia sẻ với tôm mà không có một chút giấu nghề nào hết, từ công đoạn ngâm măng tức mỏng tới chọn mực rồi chế biến, từ đầu đến cuối phải đặt cả cái tâm người làm bếp vào vì nó tốn rất nhiều thời gian. Đó chính là lý do tại sao món canh này lại ngon và đặc biệt đến vậy. Ăn với bún cũng được mà ăn chơi thì cũng ok, quá là ok ấy. Và nó hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra nhá. Mọi người ai có cơ hội về thăm Bát Tràng thì hãy nhớ thưởng thức nó ngay, không phải lăn tăn gì cả đâu. Ok, mọi người muốn tôm la cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Làm bánh bạch tuộc takoyaki đi tôm. Con này hả? Bánh takoyaki là một loại bánh nướng có hình cầu, vỏ làm bằng bột, với nhân chính là bạch tuộc, cộng thêm vài gia vị khác. Đây là loại bánh nổi tiếng của Nhật Bản, và mấy năm gần đây thì nó bắt đầu hot ở Việt Nam. Ước mơ của mọi con người khi đi ăn bánh này là ước gì người ta cho cả con bạch tuộc vào làm nhân, chứ không phải chỉ là một miếng tua nhỏ xíu nữa. Cơ mà khôn mồm như thế thì chủ quán sập tiệm, còn nếu không thì giá bán chắc nó cũng phải bằng 3 suất cơm hộp của sinh viên. Tuy khỏe cơ miệng thì đau cơ ví, cơ mà đồ ăn ngon thì tốn tiền một tí cũng có sao. Còn ăn được là còn may mắn đấy, ăn được ngủ được là tiên cơ mà. Có nhiều bạn bảo là tại sao tôm chỉ cách làm món ăn, còn cách kiếm tiền để mua nguyên liệu thì lại không chỉ. Ơi thì tôi cũng có biết đâu, tôi toàn ra chợ ký sổ, rồi cuối năm gọi bố mẹ ra trả nợ hỗi mà. Đùa thôi, thôi mời mọi người ăn bánh cùng tôm nhá. Clip sau có thời gian mình sẽ chỉ cho các bạn cách kiếm tiền thật nhiều tiền mà thật nhanh. Nhớ chờ đón clip của tôm nhé. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha.